Bye. Uh. Chào quý vị khán giả đài truyền hình Việt TV đến với chương trình y khoa tổng hợp với bác sĩ Phú do Trường Đông Y chăm cứu Five Ranch University tài trợ. À, kính chào bác sĩ Phú và mời bác sĩ gửi lời chào thân ái với khán giả Việt Face TV. À, tôi là bác sĩ Trần Quốc Phú kính chào quý vị khán giả Việt Face TV. Chào chị Thanh Thủy. Thưa bác sĩ, lần trước mình có nói về cái bệnh viêm khớp và một trong những căn bệnh liên quan đến khớp đó là bệnh gao rất là phổ biến. Bác sĩ có thể nói sơ lược về căn bệnh này không ạ? À? À, dạ, à, thưa chị, thưa quý vị khán giả, thì à, bệnh gout thì à, nó nằm trong những cái bệnh à, phong thấp thấp khớp, bệnh arthritis. Thì như lần trước mình có nói đó, arthritis thì mình có có thể là trên 100 loại trở lên bệnh à, phong thấp thấp khớp. Tuy nhiên là bệnh gout là một cái bệnh cũng rất là phổ biến. À, bệnh gout là người ta đã biết trước, à, đã có vào khoảng 2 năm trước, coi như thế kỷ thứ năm trước công nguyên người ta đã diễn tả cái bệnh này rồi. Tuy nhiên, à đến 2000 năm sau thì người người ta mới hiểu rõ được cái lý do à, vào cả, à, cái thập niên 60 đó thì những nhà khoa học khi người ta đi sâu vào nghiên cứu về tế bào đó thì người ta thấy rằng cái bệnh cao này là do sự rối loạn của một à, một cái chất gọi là pyrin mà đưa đến tình trạng cái uh, uric acid trong máu mình nó cao và khi uh, uric acid trong máu mình nó cao và thận mình nó bị suy không có đào thải ra được thì cái uric acid này nó bám vào trong khớp và từ đó nó làm cho cái khớp mình nó bị sưng đỏ nóng và đau cái tên bệnh gao có là cái tên của nước ngoài đó là tự nhiên mà có cái tên đó mà có cái tên việt nam không bác sĩ ờ hả? việt nam thì nó có những người họ đọc uh, kia là bệnh gút hay là có những người họ uh, tiếng việt còn gọi là bệnh thống phong thì đó tên bệnh thống phong là cũng có thể là kia là bệnh gao hay là bệnh gút thưa chị yeah. mà tại sao hiện giờ à, bác sĩ thấy không là hiện giờ có rất là nhiều người bệnh gao bác sĩ có nghĩ nguyên do gì chính mà tại sao đưa đến bệnh gao hả? Uh, Cái uh, để đi lại tí xíu cái lịch sử thì hồi xưa đó cái bệnh gạo đó thì người ta nói rằng là bệnh gạo là bệnh cho dành cho những tầng lớp nhà giàu như là tầng lớp như vua chúa những tộc quý tộc trong xã hội nhưng mà sau này đó thì người ta mới nhìn rõ được người ta mới hiểu biết được thì tại sao như vậy là tại vì những quý vị mà thường như là ăn À, ăn thịt bò nhiều, ăn thịt đỏ nhiều, ăn thịt nhiều hay uống rượu nhiều thì thường hay mắc cái bệnh này hơn. thì đó là lý do mà hồi xưa người ta nói là bệnh này là uh, uh, disease of king hay là king of disease là bệnh của những ông vua hay là vua của những bệnh thưa chị. nhưng mà nghe nói là ăn đồ biển nhiều cũng dễ bệnh gout à? Không? Dạ đúng. cái bệnh gout thì cái cái nguyên do thì uh, thì như hồi nãy mình nói co đó thì do cái sự rối loạn buộc một, một cái chất là purin trong cơ thể của mình và nó đưa đến cái tình trạng uric acid trong máu mình nó 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 cao lên và khi nó cao lên thận mình không đào thải ra được từ đó nó đưa đến cái bệnh gao này. À, và lý do nào thì đưa đến bệnh gao chính xác hơn nữa thì người ta thấy rằng phần đông thì do cái môi trường à, à, ăn uống như khi mình ăn uống đặc biệt giàu nhiều chất đạm và những cái chất đạm mà giàu có nhiều chất purine quá đó thì người ta thấy rằng là những người thường hay bị mắc cái bệnh này. Thì ngoài ra nữa, à, những cái lý do đứa đó bệnh giao cũng có thể nó liên quan đến cái, cái 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 gene theo cái di truyền trong gia đình nữa. Giống như cha mẹ mình bị thì cái xác suất mình bị cũng rất là cao. Uh, hay là uh, có những quý vị mà thường thường mà đặc biệt những quý vị mà người Việt mình thích ăn những cái uh, ngũ tạng lục phủ những ăn như lòng heo, lòng bò, gan heo, lòng bò uh, hay là đó là những cái thứ mà những, rất là thường dễ hay đưa đến cái bệnh cao này uh, và um, đồ biển, đồ ăn đồ biển thì đồ biển là đặc biệt như là tôm, cua thì đồ biện là cũng có thể đã làm cho cái cái rất là dễ đưa đến cái bệnh gạo này à, ngoài ra nữa nó có nhiều cái thức ăn khác ví dụ như à, thô phu đậu hũ à, có những quý vị nói là ồ tôi ăn chay tôi không ăn thịt tôi không ăn cá mà tại sao tôi lại bị à, bệnh gạo này thì à, mình nên nhớ một điều là trong đậu hũ nó có hàm lượng cái purin rất là cao hàm lượng protein rất là cao và có những quý vị mà ăn chay À, nhiều quá, nhiều khi cũng có thể là đặc biệt cái tô phu có thể là đưa đến cái triệu chứng mắc bệnh gạo này. À, Thanh Thúy nghe nói cái này không biết có đúng hay không, vì ta nói là bệnh gan là do thừa calcium, thừa canxi đó, thì gọi là cái chất vôi, chất vôi có phải là calcium không? thì nó giống như là ăn đồ biển nhiều cũng giống như, như tô phu có à, nhiều. Không đó. không phải chị, dạ, cái cái calcium dư thì nó khác, còn cái bệnh gạo này nó khác, bệnh gạo này nó do cái 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 đặc biệt uh, khi mà những người thức ăn mà có nhiều chất purine đó. Uh, cái, cái pyrin là cái gì pyrin là một cái cái chất nó nằm trong cái trong cái nhân tế bào nó là một cái cái pyrin uh, đó có phải gọi là chất vôi không bác không vôi là không? cái calcium là là ờ, khác nữa yeah. Yeah, không phải là mình 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 ăn đồ biển nhiều uh, mà mình có nhiều calcium thì mình mình gao đâu không phải ừ. bởi vì trong cái đồ biển thì nó có À, đặc biệt như là tôm cua thì nó có rất là nhiều cái purine à, và khi mà ăn vào thì có thể nó làm cho cái liều, liều lượng uric acid trong máu mình nó cao và khi nó cao thì nó làm cho cái uric acid này nó sẽ đóng vào trong cái khớp của mình mà đặc biệt người ta người hay bệnh cao thì nó vào cái khớp như ở mắt cá đó thì nó làm hay là ấp cái khớp ở ngón chân của mình nhưng chân cái đó thì nó làm cho cái khớp mình nó sưng đỏ nóng và nó đau rất là đau dữ dội và đến một thời gian mà nó nặng hơn thì có thể nó làm cho cái biến dạng cái khớp đi là bác sĩ nói là ăn thịt bò nhiều đồ mà chức cái thịt mà màu đỏ nhiều hoặc là ăn những ăn không điều không có đúng thì nó sẽ dễ bệnh gout những nào? cái thức ăn mà những những thức ăn giàu chất đạm hay là những thức ăn mà nó có nhiều cái hàm lượng purin đó thì thí dụ thí dụ như thịt bò à, Purine lòng heo, tiếng việt lòng là bò. cái gì bác sĩ ha purin thì tiếng việt người ta cũng là dùng là purin uh -huh. nó là một cái hợp chất mà nó nó nằm trong cái cái cái, cái 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 nhân tế bào đó thì và bởi vì do cái sự rối loạn của chuyển hóa của nó nó làm cho cái khi nó nó break down ra thì nó tạo ra rất là nhiều cái uh, là ra uric acid và cái uric acid trong máu mình nó cao quá đó À, thường thường cái khi mà thử máu thì người ta thấy rằng cái uric acid từ cỡ à, 3.4 đến 7 7.2 thôi nó là à, mg decilit và à, mà không may mà cái uric acid này nó cao quá mà nó cao có thể lên 9 chấm hay 10 chấm đó thì khi nó cao như vậy thì có thể nó sẽ bám vào trong cái khớp à, những cái khớp à, như là khớp ở ngón chân cái của mình hay là khớp ở mắt cá hay là khớp ở tay, hay là khớp ở, ở, ở đầu gối thì khi nó bám vào thì nó sẽ làm cho người ta bị bệnh cao thì theo như bác sĩ nói là những cái chức lòng mà bác sĩ biết rằng người việt nam mà thích ăn lòng phá lấu lắm yeah. thì ngoài cái lòng phá lấu thì thường bị là ai cũng biết là cholesterol rất là cao yeah. mà bác sĩ nói là cũng nhiều chất bisuline lắm không phải mà pyrin pyrin yeah. yeah, yeah, thì nó sẽ là những nguyên nhân dẫn đến bệnh gan yeah, dạ đúng không? rồi à, những quý vị mà khi mà không may mà bị bệnh cao đó thì ừ. mình phải nên tránh cái những thức ăn thức ăn đó thôi à, đặc biệt nói đến thịt thì uh, thịt là một cái nhu cầu cần thiết là nó cho mình rất là nhiều chất đạm nó cần thiết cho cái cơ thể của mình. À, tuy nhiên mà khi mình không may mình bình bệnh giao đó thì mình phải ăn nên giới hạn nó lại. Có nghĩa là mình ăn uh, theo cái một ngày thì cỡ um, từ 4 đến sáu ounces. Có nghĩa là cỡ một uh, trăm uh, gram đến 170 trăm gram thôi. Mình đừng có ăn nhiều quá. Uh, và như là thịt bò này, uh, hay là uh, như hồi nãy tôi nói qua đó, đồ seafood, như là tôm biển. cua biển đồ, đồ biển đó, à, hay là lòng heo lòng bò gan heo lân bò, hay là có những cái rau quả ví dụ như cái uh, măng tây asparagus uh, hay là spinach uh, rau dền uh, của Mỹ thì những cái thức ăn đó hay là mushroom nấm thì nó cũng có thể là đưa đến dễ bị uh, khi người đã bị rồi đó thì phải nên ăn giới hạn lại hay là tuyệt đối không nên ăn. À, vậy bác sĩ có thể chia sẻ à, triệu chứng của bệnh gao như thế nào ạ? À? À, triệu chứng của bệnh gao thì nó nó đưa ra bốn thời kỳ, bốn giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là asymptomatic là cái giai đoạn này là giai đoạn không có triệu chứng là khi mà à, à, cái uric acid trong máu mình nó nó cao nhưng mà không có cái triệu chứng. À, trong uric acid trong máu cao không hẳn là mình bị gao, nó có nhiều nguyên nhân do khác. À, tuy nhiên cái giai đoạn đầu thì cái cái không có triệu chứng. À, và giai đoạn thứ hai là à, là nó có triệu chứng là acute gout thì cái giai đoạn này thì nó sẽ làm cho người bệnh nhân nửa đêm tự nhiên thức giấc dậy thấy cái ngón chân của mình nó bị uh, sưng lên rất là đau đau dữ dội nó sưng đỏ lên rờ vào cảm thấy nó ấm nó nóng đi là ngón à, chân hả bác? Sĩ? À, ngón chân hay là mắt ừ. cá nó có thể xảy ra bất cứ những cái khớp hay nào. Hay là cái cái đầu, hay đầu gối, gối hay là những cái ngón tay ở cả, ngón tay của mình nè ừ. hay là ở cùi trọ này mà phần đông người ta thấy rằng hay thường hay xảy ra ở cái ngón cái của mình dưới cái dân dưới cái bê xuống cái ngón cái đó ừ. thì nó sưng đỏ nóng và nó rất đau rất là dịu dội. Nhiều khi đau mà đến nỗi mình khi mình đụng vào cảm giác đau hay là mình mang vào không được mình đi không được uh, hay là mang giày vào nó cảm thấy rất là đau rất là khó chịu và cái cái đau này có thể đến 5 7 ngày sau thì từ tưởng nó lặng đi và đến cái giai đoạn thứ ba thì cái giai đoạn này đó cái bệnh nó 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 sai lên nó 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 im lặng một thời gian và người ta thấy rằng là đặc biệt những những người bị lần thứ nhất á, mà khi bị lần thứ hai đó thì phần đông nó xảy ra sau khi từ 6 đến 2 năm sau thì sẽ bị lần thứ hai và phần đông là coi như mình bị một lần rồi đó thì lần thứ hai nó sẽ xảy ra từ 6 đến 2 năm sau và khi lần thứ hai thì nó có thể làm cho bệnh nó, nó sẽ nó nặng hơn nó trầm trọng hơn và giai đoạn này là cái giai đoạn thứ hai và khi nó đưa qua đến giai đoạn thứ ba đó cái giai đoạn chronic rồi đó thì người ta sẽ bị thường xuyên và cái cái uric acid này nó sẽ bám vào trong khớp À, bám vào cái khớp như là khớp chân cái khớp mắt cá hay là đầu gối và nó làm cho cái khớp mình nó 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 bị biến dạng đi và nó biến dạng không những biến dạng mà nó làm như là vôi hóa cái khớp đi nó làm cho cái khớp mình nó 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 trở nên nó nó bất bình thường à, nó rất là xấu xí và từ đó là người ta coi như là đã bị là chronic rồi đã bệnh là thành trở thành là kinh niên rồi đó dạ. à... Nguyên nhân nó đau là do hai cái khớp nó đụng vào nhau hay là sao? À, nguyên nhân đau đau là bởi vì do cái tinh thể, cái do cái uric acid nó 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 bám vào trong khớp và nó tạo ra một tinh thể uric acid và cái tinh thể uric acid này nó nó tạo ra cái cái độ sưng, độ viêm à, và khi mà viêm sưng đó, thì nó sẽ làm cho mình bị đau thôi. Vì bệnh này có nguy hiểm hay không và có được chữa trị được không? À, thực sự ra cái bệnh gout bệnh thống phong đó thì nó không có nguy hiểm, nó không có đưa đến cái tính mạng, nó không có làm cho người ta tự vong bởi bệnh gạo. À, tuy nhiên à, mặc dù nó không có trực tiếp đưa đến cái tự vong nhưng mà nó gián tiếp nó có thể đưa đến cái tự vong à, bằng cách nó có thể ảnh hưởng đến à, tim và có thể nó ảnh hưởng đến thận mà đặc biệt nói đến thận thì mình nói đến tình trạng mà khi mà cái uric acid này nó bám vào trong thận thì nó lâu ngày qua thì nó làm cho thành bị à, sỏi thận. Và sỏi thận là cũng có thể đưa đến thận suy và thận suy thì nó có thể làm cho mình có thể đưa đến cái tự vong. Nó à, nói tóm lại cái bệnh gạo nó không có trực tiếp đưa đến cái tử vong mà nó có thể nó gián tiếp nó làm làm ảnh hưởng đến gan và ảnh à, hưởng đến tim và thận của mình và có thể đưa đến những cái tử nhưng vong. mà có thể chữa trị được phong, mà, à, không bác sĩ bệnh gạo thì à, chữa trị được thì ừ, cái quan trọng nhất là ừ, chữa chữa trị mà hết bệnh hay không đó thì khoa học bây giờ mặc dù rất là rất là văn minh rất là tiến bộ tuy nhiên không có cái phương pháp nào để trị hết cái bệnh giao à, tuy nhiên khi mà mình không may mình bị bệnh cao thì bác sĩ mình uh, có thể cho mình những cái thuốc để uống làm giảm cái 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 liều lượng uric acid hay là làm giảm cái triệu chứng đau nhất và cái quan trọng nhất lại là làm sao để bệnh đừng có tới với mình lần thứ hai lần thứ ba hay là tới thường xuyên thì bằng cách cái uh, mình phải thay đổi cái, cái cách thức sinh hoạt hàng ngày của mình thí dụ như ăn uống hay là uh, mình phải vận động thường xuyên hay là mình phải giữ uh, cơ thể mình luôn luôn ở trạng thái được thoải mái được relax thì cái bệnh nó sẽ bớt đến với mình hơn. Còn nói đến điều trị hết hay không thì chưa có cách điều trị để hết cái bệnh này thôi chị. Vậy thì cách phòng ngừa và cách điều trị giữa Đông y và Tây y thì khác nhau như thế nào à, phòng ngừa thì phòng ngừa thì trước tiên nói đến à, ăn uống, cái ăn uống là quan trọng nhất, đóng vai trò rất là quan trọng trong cái bệnh này mà đặc biệt những à, quý vị mà không may đang bị bệnh, mắc bệnh này đó, bệnh gạo đó thì quý vị phải ăn phải kiêng cử, à, nói đến kiên cử là khi mà mình đang bị bị sưng, đau thì mình trong khi đo thời gian đó mình phải tuyệt đối nên tránh những thức ăn như là thịt bò, uh, tránh uống bia uống rượu bởi vì bia rượu nó sẽ làm cho bệnh này nó 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 sẽ tới với mình nhiều hơn hay là như hồi nãy tôi nói có có nước ba đó tránh ăn uh, gan heo, gan bò, lòng heo, lòng bò hay là uh, tránh ăn đồ seafood, đồ biển. Uh, đồ seafood đồ biển thì uh, mình có thể ăn một ít thôi. Nói chung là uh, hay là thịt cũng vậy, thịt mà uh, khi mà giai đoạn mình đang bị thì mình giới hạn nó tuyệt đối không ăn và khi mà bệnh mình nó hết thì mình có thể mình ăn như hồi nãy ta có nói qua đó ăn từ cỡ 4 đến 6 ounces hay là từ cỡ 113 gram đến 170 g một ngày là được rồi. Còn như là măng tây này mình nên loại bỏ nó đi hay là asparagus đó hay là spinach, rau dền hay là mushroom, nấm thì cũng phải nên tuyệt đối đừng có ăn nó. Và cái quan trọng nhất là mình uống À, nước thì mình nên ngày mình có thể mình uống à, à, từ 8 đến 16 ly nước à, có nghĩa là nó tương đương cỡ 2 đến 2 lít rượu thể sữa được không bác sĩ? À, sữa cũng rất là tốt chị, <laughs> sữa cũng được, không sao. À, sữa à, như là sữa là những cái thức ăn tốt cho cái bệnh gạo này. À, ngoài cái những cái thức ăn mình không nên ăn đó thì những thức, thức ăn nào mình nên ăn thì à, như là bột cốc nó tốt cho mình hay là sữa, sữa cũng rất là tốt, sữa đặc, sữa lỏng đều đều tốt. Nó có rất là nhiều cái amino acid và đồng thời nó rất là lô cái hàm lượng pirin. à, Hay là mình à, có thể ăn à, cà chua, bởi vì cà chua nó có thể, à, cà chua hay là cà, cà tím, thì hai thức ăn đó nó có thể làm giúp cho cái thận mình nó đào thải cái uric acid. Hay là có một cái nghiên cứu, mà nghiên cứu sau này người ta được, à, à, được đăng lên những cái tạp chí lớn đó, thì người ta thấy rằng đặc biệt khi mà bị bệnh giao, người ta có những quý vị mà ăn cái trái cherry đó, à, thái cherry thì ăn người ta nói rằng có thể ăn ngày cỡ ba chục trái cherry thì nó giúp cho uh, hạ cái lượng uric acid trong máu mình của mình nhưng mà bác sĩ nói là những cái chất màu đỏ thì không nên nhiều cherry cũng màu đỏ à, không không hẳn là vậy không hẳn à, là vậy và không hẳn dạ, là vậy những cái chất mà nhiều cái chất hàm lượng purine thì mình không yeah. nên ăn thì làm sao để mình biết chất nào có nhiều purin hay không thì nên mình nên tham khảo với một bác sĩ. chứ à, không phải là nhìn thấy màu đỏ là phải tránh xa. Không xác. không hẳn như vậy, dạ, không phải như vậy Như là cái trái cherry này hay là cái cái cà chua này hay là cà tím đó những thức ăn tốt cho những người bị mắc bệnh gout bởi vì nó sẽ làm giảm cái hàm lượng uric acid trong máu của mình. Hay là nói đến thịt thì người ta thấy rằng thay vì mình ăn thịt bò thì mình đừng nên ăn thì mình nên ăn thịt gà hay là thịt vịt bởi vì người ta thấy rằng thịt gà thịt vịt thì nó cái hàm lượng purin nó thấp hơn là so với bò thịt bò. Đảm. Tô có không có được? À, tô phu, tô phu thì nó có rất là nhiều chất đạm cũng ừ. tốt thôi. À, nhưng mà người bị bệnh cao thì ừ. mình cũng phải giới hạn nó lại. Ừ. Mình đừng có ăn nhiều quá bởi vì ăn nhiều quá nó sẽ làm cho mình dễ bị cái bệnh nó dễ tái phát. Bây giờ thì chất đạm đa số như nãy giờ chất đạm đa số là không được ăn nhiều rồi thì mình thay thế là vào protein. rau quả. Yeah, rau quả, không? rau quả rất là tốt. Đặc biệt những người bị bệnh cao thì như mình ăn nên ăn rau xanh nè. Ừ. À, rau xanh thì có nhiều loại như là uh, rau À, rau rau lan hay là rau muống yeah. hay là nó có có như người Việt mình ăn rau rất là nhiều yeah, thì mình có rồi, rất là nhiều yeah. loại rau rau thì nó cho ra, ra rất là nhiều cái vitamin và nó có nhiều cái chất có thể là chống à, ức chế cái, cái 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 sự viêm trong cơ thể mình nữa thì thay thế đồ biển thì mình có thể ăn cá được không bác sĩ? À, cá thì cá là tốt à, Cá thực sự thật sự là cá thì nó uh, nó tốt đúng là nó tốt nhưng mà cá có những người bị ăn cá mà nhiều khi bởi cái số lượng cá mà nó co, co cho ra cái purine nhiều quá đó như là cá nục đó thì người yeah. thấy rằng là có nhiều cái cái chất purin yeah. thì nhiều khi nhiều ăn vào nhiều khi cũng có thể bị cá nửa. thu cũng cao dạ, đúng lắm rồi mà. cá thu nói đến cá thu thì đặc biệt những quý vị mà phụ nữ thì nên phải cẩn thận trọng như cá ừ. thu với cá ngừ bởi vì cá thu cá người mà những quý vị mà phụ nữ trong thời mang thai đó phải tuyệt đối phải đúng nên yeah. nên kiên cự bởi vì nó có rất là nhiều chất mercury trong đó yeah. mà là chất thủy ngân đó và yeah. ăn vào thì có thể nó làm ảnh hưởng đến cái não của em bé đó. Yeah. À và bác sĩ nghĩ cá sau có được cần có cá nó có chất màu đỏ có nhiều spin sau mình không? Cá salmon à, cái Simon thì yeah. cái như là cá hồi đó thì như mấy lần trước mình có nói qua cá hồi thì nó có một hàm lượng omega rất là cao yeah. và đồng thời trong cái trường hợp mà bị bệnh gan cũng vậy thì mình Uh, khi mình ăn thì mình phải cũng ăn ít lại uh, yeah. đặc, đặc biệt khi mà trong thời kỳ mình đang bị bị đó thì mình ăn kiên cường để ít lại và có nghĩa là mình ít lại có nghĩa là mình không có uh, loại bỏ nó đúng không yeah. mình phải ăn ít nhưng mà ít lại thôi thì nó có một cái 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 sự cân đối nào đó thôi Chứ mình đừng có ăn nhiều quá. Hay mình nói đến uh, ăn uống thì phải tuyệt đối phải giảm cái lượng đạm trong cơ thể của mình. Bởi vì cái chất đạm mà chất đạm mà có đặc biệt những chất đạm mà có nhiều chất purin đó thì nó sẽ uh, rất rất là hại. Đặc biệt những người đang bị mắc bệnh gạo này. Vậy thì điều trị giữa đông y và tây y bác sĩ có thể đưa ra lựa chọn Thì uh, đông tây y thì thường thường khi người bệnh gạo thì người bác sĩ cho những cái thuốc như là uh, uh, cortisone để làm giảm cái độ sưng do uric acid nó gây ra hay là có những người ta cho cái thuốc uh, uh, allopurinol uh, là cái thuốc để làm uh, giảm cái liều lượng uric acid uh, thì uh, người ta chỉ cần cái trình uh, uh, cái triệu chứng thôi và quan trọng nhất thì thường thường những bác sĩ uh, người ta khuyên thì nên ăn uống phải kiên cự lại thôi uh, tập thể dục exercise à uống nước hàng ngày đều à, đi bộ luôn luôn giữa cái, cái tinh thần mình nó được minh mẫn được coi như được relax hát sự thoải mái đó thì bệnh nó sẽ không trở lại với mình còn nếu mình bị căng thẳng thần kinh quá mình làm việc mình lao tâm lao lực quá đó thì bệnh rất là thường hay à, trở lại đối với mình hay xảy ra đối với mình à, còn theo cái phương diện cái đông y thì đông y định bệnh bệnh gao thì có thể là do à, khí, khí huyết bị tắc nghẹn và lâu ngày nó do ngoại tà xâm nhập vào đưa đến tình trạng mà à, bị 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 thấp nhiệt thấp đó nó gọi là đem hít á thì những cái nhiệt thấp này nó có thể làm cho cái sự khớp mình nó sưng đỏ nóng đau thì đông y thì có những cái thuốc người ta cho làm giảm nhiệt lượng trong cơ thể mình nó clear cái hít nó clear cái dampness, và đồng thời nó làm cho khí huyết lưu thông được à, ngoài ngoài ra cái hiệu pháp châm cứu châm cứu là hiệu pháp tốt để làm cho khí huyết lưu thông làm cho um, cơ thể mình nó được relax được thoải mái thì bệnh nó sẽ ít trở lại đối với mình và cái quan trọng nhất khi mà quý vị đang vừa bị đó thì đông y có những cái cây cái cây, cây lô hội đó cái cây aloe vera đó mình thấy thì mình lấy gọt cái vỏ đi mình lấy cái 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 gel vết trên trong đó mình đắp vào cái chỗ uh, chỗ sưng đó thì rất là tốt bởi vì sao bởi vì nó sẽ làm mình bớt đau bớt nóng uh, bớt nhức uh, bởi vì nó có tính chất cái lô hội nó có tính chất uh, loại như là mát nó nó làm cho giảm dạ, giảm dạ nhiệt uh, cho mình và nếu mà quý vị không có cái lô hồi đó thì quý vị có thể lấy nước đá mình bỏ trong cái cái đá đó cái bịch đó cái khăn và mình để lên cái chỗ cái chỗ đang sưng và để cỡ năm bảy phút hay 10 phút khi nào mình cảm giác nó tê thì mình lấy nó ra và mình đắp uh, có thể ngày vài lần như vậy để cho nó tình trạng thứ nhất nó giảm đau và thứ hai nó giảm cái độ sưng của nó À, kính thưa quý vị, nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc về bệnh gao hay là bệnh tai biến mạch máu não mà lần trước Thanh Thúy và bác sĩ Phú có đề cập thì xin hãy gửi qua thư của quý vị đến địa chỉ 1430 Churiro Suite 403 San Jose. À, có thể Thanh Thúy và bác sĩ Phú sẽ trả lời những cái thắc mắc của quý vị qua chương trình y khoa tổng hợp. Và một lần nữa xin mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với khán giả VTV. À, tôi là bác sĩ Trịnh Hình và Châm Cứu Trần Quốc Phú. Kính chào quý vị khán giả Việt Face TV. Chào chị Thanh Thúy và hẹn gặp quý vị vào lần sau. Và một lần nữa Thanh Thúy sẽ nhắc lại là mọi thư từ thắc mắc thì xin gửi qua địa chỉ 1430 Churros, suất 403 San Jose, Cali 95122. Thanh Thúy xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Y khoa Tổng hợp lần tới.